Sacombank bác bỏ thông tin ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh. Sacombank khẳng định thông tin ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh vì có liên quan đến một vụ án kinh tế đang được xét xử trong thời gian gần đây là sai sự thật, bôi nhọ uy tín lãnh đạo ngân hàng này. Trong thông cáo vừa phát đi, Sacombank cho biết, ngày 1 tháng 4 năm 2024, một tài khoản cá nhân trên Facebook đăng tải thông tin liên quan đến việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh vì có liên quan đến một vụ án kinh tế đang được xét xử trong thời gian gần đây. Bằng thông cáo báo chí này, Sacombank xin bác bỏ tin tức vô căn cứ nêu trên. Chúng tôi cũng đã tiến hành các biện pháp cần thiết để xử lý theo quy định pháp luật cũng như tiến tới ngăn chặn các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Sacombank và gây ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu, uy tín hoạt động của ngân hàng. Đồng thời, Sacombank khẳng định, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Dương Công Minh vẫn đang trực tiếp điều hành các công việc tại Sacombank. Ngân hàng vẫn đang cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng, duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định. Tài sản và thanh khoản dồi dào, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin đồn nói trên, thông tin phát đi cho biết. Qua sự việc này, Sacombank cũng mong nhà đầu tư, cổ đông và khách hàng hãy cẩn trọng với các tin đồn không xác thực, chỉ tiếp nhận thông tin tại các kênh báo chí chính thống và trang tin uy tín. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, tin tưởng của nhà đầu tư, cổ đông và khách hàng dành cho Sacombank. Một lần nữa, chúng tôi xin khẳng định, Sacombank vẫn đang hoạt động ổn định và hiệu quả. Chúng tôi vẫn đang triển khai các chiến lược phát triển sản phẩm, củng cố và mở rộng thị trường, ngân hàng nhấn mạnh. Được biết, Sacombank hiện có 18 triệu khách hàng. Năm 2023, quy mô tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 674.000 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 578.000 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.